Thank you.
Kính thưa Hội Thánh, tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 15 đến câu 18 và câu 25 đến câu 32 bản dịch 2011. Thế thì anh chị em hãy cẩn thận về cách sống của mình, đừng sống như kẻ dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày này thật đen tối. Vậy đừng dại dột, nhưng phải tìm hiểu ý Chúa là gì. Đừng say rượu, vì rượu xui cho ngông cuồng, nhưng hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hỡi người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đấng Christ yêu thương Hội Thánh và phó chính Ngài vì Hội Thánh, để Ngài có thể thánh hóa Hội Thánh sau khi thanh tẩy Hội Thánh bằng nước, tức lời Ngài, hầu tạo cho chính Ngài một Hội Thánh đẹp lộng lẫy, không hoen ố, không vết nhăn và không khuyết điểm, nhưng thánh khiết và vẹn toàn. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân mình. Người nào yêu vợ là yêu chính mình. Vì không ai ghét chính thân mình bao giờ, nhưng luôn nuôi dưỡng và chăm sóc nó, cũng như Đấng Christ nuôi dưỡng và chăm sóc Hội Thánh. Bởi vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vì lý do đó, người nam phải liều cha mẹ để kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. Đây là một huyền nhiệm cao diệu, và dĩ nhiên đây tôi muốn nói về mối liên hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Tôi xin mọi người cùng với tôi đọc lời tiên tri trong Ê-sai đoạn 32 câu 2 theo bản dịch truyền thống mà chúng ta có đăng trong tờ chương trình. Chúng ta cùng đọc. Sẽ có một người như nơi núp gió và chỗ che bão táp, như suối nước trong nơi đất khô, như bóng vần đá lớn trong xứ mòn mỏi. Khi chúng ta gặp bão, từng gặp bão, thì chúng ta biết chỗ che chắn gió bão rất là quan trọng. Nếu chúng ta từng ở nơi khô hạn, thì chúng ta biết rằng dòng suối mát là quý báu như thế nào. Và đi trong trời nắng mà tìm được một chỗ để che nắng là cần thiết trong những lúc mòn mỏi. Thì lời tiên tri kỳ diệu này của Kinh Thánh thường được hiểu là chỉ về Chúa cứu thế, Chúa Giê-xu. Và đây là điều đúng. Tại giống như cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới được nghe đọc đó, thì Cựu Ước nói rằng Đức Chúa Trời là vần đá của mọi thời đại, là nơi chúng ta có thể nương náu mình. Và khi Chúa Giê-xu đến trên đất, bày tỏ Ngài là Đấng bày tỏ cho con người về Đức Chúa Cha, thì Chúa đã dẹp yên bão táp cho các môn đồ của Ngài trên một cái thuyền đi qua biển gặp giông tố cuồng nộ. Chúa cũng nói rằng những người tiếp nhận Ngài thì sẽ nhận cái nguồn nước sống, và nó trở thành cái mạch nước tuôn trào cho đến sự sống đời đời, là dòng nước mát. Và Chúa cũng nói với chúng ta rằng sự tha thứ mà Ngài dành cho chúng ta trên thập tự giá, chịu chết thế cho chúng ta đó, trở thành nơi che chở chúng ta khỏi cơn thịnh nộ của một Đức Chúa Trời công chính, mà chúng ta thoát khỏi sự đoán phạt đáng lẽ chúng ta nhận lãnh. Tuy nhiên, khi chúng ta nghiên cứu kỹ hơn thì lời tiên tri ở trong Ê-sai đoạn 32 câu 2 tại đây không chỉ nói về Chúa Giê-xu mà nói về những người đi theo Chúa. Trong nguyên văn thì nói từ câu 1 câu 2 như thế này: Này, rồi đây sẽ có một vị vua trị vì bằng công chính, là tiên tri về Chúa Giê-xu, cùng với các quan quyền biết thực thi công lý. Là xung quanh vị vua đó có một số người lãnh đạo làm giống theo vị vua đó. Mỗi vị sẽ là một nơi tránh gió, một trú ẩn giữa cơn giông bão, như dòng nước mát giữa nơi khô hạn, như bóng mát của vần đá giữa vùng đất trũi khô. Mỗi một người theo Chúa, mỗi một người hầu việc Chúa thì được biến đổi trở thành một nơi che bão táp cho những người chung quanh.
Tôi cùng với Hội Thánh đang học về những điều liên hệ đến gia đình. Thì trong thời đại chúng ta có nhiều bão táp đánh vào trong hôn nhân và gia đình. Cho nên tôi xin Chúa cho chúng ta có thể dùng hình ảnh này để thấy được ý muốn của Chúa cho mỗi chúng ta. Nghĩa là mỗi quý vị có thể được Chúa biến đổi trở thành một người che chắn bão táp cho những người chung quanh, cho những hôn nhân chung quanh mình. Quý vị có tin điều đó không? Có nhiều người nghĩ đúng, nhưng mà nếu Chúa dùng, Chúa dùng ai đó, còn hôn nhân của tôi hơi tơi tả cho nên sẽ không có che chắn được cho người khác, phải không? Nhưng mà thật ra những người từng ở trong cái chỗ mà bão táp như vậy thì họ sẽ, trong ơn của Chúa đó, họ sẽ biết cách chỉ người khác che chắn bão táp nhiều hơn. Có nghĩa là mỗi trong chúng ta, khi chúng ta trải qua bất cứ những cái thử thách nào mà trong ơn Chúa thì Chúa có thể biến đổi những điều đó, những cái kinh nghiệm vui buồn đó của chúng ta trở thành một cách để che chắn bão táp cho những hôn nhân xung quanh chúng ta. Xin quý vị quay qua bác kế bên nói rằng bác có thể trở thành nơi che bão táp. Xin quý vị nói, quý vị tin rồi quý vị phải nói. Chị Yến nói với anh Sĩ, tại ảnh chưa nghe. Quý vị tin điều đó không? Tôi nghĩ đây là một vai trò rất là quý. Mà xung quanh chúng ta là bão đã làm tan nát, rất là đau buồn. Và những người theo Ngài, theo Chúa, được kêu gọi làm một công việc rất là thiêng liêng, đó là làm nơi che bão cho những người khác. Làm sao quý vị và tôi có thể che bão cho những người khác được? Thì chúng ta phải dựa vào chân lý của Chúa dạy. Tại vì cơn bão ngày nay rất là lộn xộn, rất là phức tạp. Cơn bão thứ nhất mà chúng ta nói đó là hai cái dòng gió ngược chiều với nhau. Cái gió thứ nhất đó là nói ai mà bước vào trong hôn nhân á, thì giống như là bước vào trong tù hãm vậy. Cái cơn gió thứ nhì của cái thế hệ theo sau không có muốn bước vào trong tù, cho nên họ nói rằng người mà lập gia đình đó thì phải tìm đúng người như thế nào để có sự thỏa nguyện, toại nguyện cho cuộc đời của mình, chứ không phải là làm dâu giống như là làm tôi mọi cho gia đình bên kia. Thì chúng ta hiểu được điều này. Người Việt Nam của chúng ta nói rằng phận gái 12 bến nước trong nhờ đủ chịu. Có nghĩa là nếu mà muốn lập gia đình thì thôi, lập gia đình á, mà lỡ gặp nhầm cái người mà tệ bạc thì phải ráng chịu suốt đời chứ làm sao. Tôi có một người bạn, ổng là mục sư, mà thường ổng nói như thế này. Ổng nói là phận trai 12 bến nước trong nhờ đục chịu. Có nghĩa là cái khổ này là hai bên chứ không phải là một bên, phải không? Mà tại vì ở trong hội thánh á, thì nói rằng không có nên chia tay, phải không? Ở bên ngoài đó, người ta có thể nói như thế nào, nhưng mà trong hội thánh thì thường suy nghĩ như vậy, cho nên nó dẫn đến một cái chuyện đó là nếu đời sống của mình phải ở trong tù như vậy thì mình chấp nhận và mình phải tìm cái nguồn vui khác. Thưa rõ không? Có nghĩa là ở trong tù thì buồn, mà mình cần vui, cho nên trong tù mới tìm nguồn vui khác. Nên có người gửi cho tôi một cái bài thơ nói rằng vợ là địch, bồ bịch là ta, đám cưới đám ma thì đi với địch, cái này đi với vợ, mà party du lịch thì đi với ta, vui thì đi với bồ, chiến sự xảy ra thì về với địch, ở trong lòng địch vẫn hướng về ta.
Tôi không biết là quý vị có địch có ta không. Nhưng mà điều này là điều nó ảnh hưởng đến rất nhiều người lắm. Và vì ảnh hưởng đến như vậy cho nên cái thế hệ theo sau của chúng ta là nhất định không muốn như vậy nữa. Thế hệ này nói rằng những điều đó rất là cổ xưa. Bây giờ mình hiểu biết hơn, mình văn minh hơn, mình tự do hơn thì mình phải thoát khỏi vòng đó. Và họ muốn self-fulfillment, có nghĩa là lập gia đình với ai thì cái người đó phải giúp mình đạt được để toại nguyện, phải thực hiện được những giấc mơ của mình, chứ không có cam chịu giống như vậy nữa. Và điều này có vẻ rất là có lý, là tại vì không ai muốn mình sống trong tù chung thân, sống theo bổn phận, phải hy sinh một chiều như vậy. Nhưng mà thế hệ sau này khám phá dần dần rằng những cái người mà muốn lập gia đình để được toại nguyện thì không có kiếm được người nào cả. Tại vì nếu để mình toại nguyện thì người kia phải hy sinh, phải chịu đựng thì mới được như vậy. Cho nên không có chỗ nào mà có thể toại nguyện được nếu không có sự hy sinh. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy những cái người tin vào điều đó và có khả năng làm điều đó, họ là những người rất là sung túc, đầy đủ, nổi tiếng, và họ muốn chọn những người đẹp đúng ý của mình. Phải không? Những tài tử xung quanh chúng ta ở Hollywood thì chúng ta biết rằng họ làm được điều đó. Họ đổi người được và đổi hết người này tới người kia không tìm được. Lý do không tìm được là tại vì những cái người mà họ lấy đó cũng muốn được toại nguyện. Ông muốn toại nguyện, bà muốn toại nguyện thì sẽ không bao giờ toại nguyện theo cái ý cá nhân của mình được. Và trong cái luồng suy nghĩ đó là tại vì nó quyện lại với nhau, nó dồi dập hôn nhân của thời đại chúng ta vì không nhận biết được nguồn gốc thiêng liêng của hôn nhân mà chính Đức Chúa Trời đã thiết lập. Và Chúa nói rằng tại đây là một cái hạnh phúc vô bờ bến của người hiểu biết được sự hiệp một mà phải qua một cái giá trả. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 31-32 nói rằng vì lý do đó người nam phải lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình và cả hai sẽ trở nên một thịt. Đây là một huyền nhiệm cao diệu. Và dĩ nhiên tôi muốn nói về mối liên hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh, xin chúng ta gạch dưới huyền nhiệm cao diệu. Bản dịch truyền thống nói rằng đó là một mầu nhiệm lớn, là điều mà chúng ta có thể học được rất là nhiều sau khi học được ý nghĩa bên ngoài của nó. Mình xin Chúa cho chúng ta thấy rằng tại đây cái mẫu mực cho chúng ta yêu thương nhau ở trong hôn nhân là mẫu mực mà Chúa đã dành. Đây là sự hy sinh tự nguyện. Philip đoạn 2 câu 5 câu 6 nói rằng anh chị em hãy có đồng một tâm tình như Đức Chúa Jesus Christ đã có. Ngài vốn có hình thể của Đức Chúa Trời nhưng chẳng xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ. Không phải ôm lấy quyền lợi của mình mà Ngài bằng lòng buông bỏ như điều đó, đến với thế gian trở thành con người, lấy hình tôi tớ, thậm chí chết trên thập tự giá. Chúa buông đi những quyền lợi đó để yêu thương chúng ta. Vì vậy, đây là một điều rất là cần thiết. Roma đoạn 5, đoạn 6 câu 5 nói rằng vì nếu chúng ta hiệp nhất với Ngài trong sự chết của Ngài thế nào, chắc chắn chúng ta cũng sẽ hiệp nhất với Ngài trong sự sống lại của Ngài thế ấy. Chúng ta đọc Kinh Thánh nhanh, chúng ta không có thấy cái ý nghĩa rất lớn của nó. Chúng ta được hiệp nhất với Đức Chúa Trời là vua của vũ trụ trong cả cõi đời đời, thì không phải chúng ta trở thành tôi tớ của Chúa, mà chúng ta được hiệp nhất với Ngài trong sự vinh hiển, trong sự phước hạnh, trong sự vinh dự, trong sự hạnh phúc. Và để làm như vậy thì Chúa Giê-xu đã chịu chết để chúng ta nhận được điều đó. Cho nên đây không phải là sự cam chịu rồi ôm mối tình riêng, nhưng mà đây là sự tự nguyện buông bỏ chính mình để tìm được hạnh phúc mà Chúa cho trong hôn nhân. Tình chăn gối của vợ chồng bày tỏ nếp sống
mở lòng hy sinh cho nhau, cuộc đời quy hướng về nhau. Và khi chúng ta sống trong hôn nhân như vậy thì tình chăn gối sẽ đủ ý nghĩa cao quý và giúp cho cuộc sống giao ước với nhau. Ngược lại với điều đó thì những sự luyến ái thiếu trách nhiệm bên ngoài sẽ làm đổ vỡ, xé rách tâm hồn của một người trao thân xác mình cho người kia mà biết rằng người kia không có trách nhiệm với phần còn lại của cuộc đời mình. Không ai được miễn trừ trong việc từ bỏ những cái riêng tư. Và đây nó ảnh hưởng đến cái giáo lý cứu rỗi của chúng ta, vì con người đều đã phạm tội. Và một trong những dấu hiệu của tội lỗi là một người thích sống cho chính mình, cho cá nhân của mình thôi. Và sự cứu rỗi của Chúa có nghĩa là cứu chúng ta thoát khỏi cái ngục tù của chính cái tham vọng, của chính ích kỷ của mình. Cho nên chúng ta phải cùng từ bỏ chính mình để có thể cùng được thỏa nguyện. Và đây là điều đòi hỏi rất là cao mà sẽ đem lại phước hạnh rất là lớn. Nhiều người nghĩ rằng tôi đi làm, tôi đem tiền về đủ là đủ rồi. Tôi lo cho nhà cửa, vườn tược như vậy là đủ rồi. Nhưng mà chúng ta có thể giữ lại cho mình những cái riêng, những sự ngang bướng của mình, những sự ích kỷ của mình, những sự thiếu tha thứ của mình. Và như vậy thì chúng ta sẽ đi ngược lại với cái mẫu của Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy rằng cái gương mẫu của Chúa không phải là cho chúng ta sống ở trong cái tù rồi có cuộc sống hai mặt, hay là Chúa muốn cho chúng ta chỉ tìm lấy cái riêng tư của chúng ta. Nhưng mà Chúa cho chúng ta một gương mẫu để cả hai cùng phải học buông bỏ cái riêng của mình mới nhận được hạnh phúc của Chúa. Cho nên một trong những điều mà chúng ta có thể nhớ, có nghĩa là nếu chúng ta ý thức rằng hôn nhân là một cái cơ cấu mà Chúa muốn giúp cho chúng ta được giải thoát khỏi cái ích kỷ của mình, thì như vậy những cái tranh cãi, những cái đụng chạm khác nó sẽ có ý nghĩa khác, sẽ có ý nghĩa rất là quý. Còn nếu không, trong những tranh cãi của chúng ta đó thì có lúc chúng ta thua, có lúc chúng ta thắng, phải không? Mà nếu mà chúng ta thua thì chúng ta sẽ theo suy nghĩ bình thường là thua keo này mình bài keo khác, mình trả thù trở lại, mình phải thắng trở lại. Nhưng mà nếu mà theo cái ý của Chúa tại đây á, là tất cả những cái thua, những cái đau, những cái buồn của chúng ta có ý nghĩa cho chúng ta. Tại vì đa số những cái thua, những cái buồn, những cái khổ đó nó đến từ cái ích kỷ của chúng ta muốn theo ý của mình. Vì vậy đây là khuôn mẫu của Chúa. Và những người đi theo khuôn mẫu đó sẽ hiểu được ý nghĩa, sẽ được sự tự do nhiều hơn, sẽ được sự ấm cúng mà không tìm được nơi nào, là tại vì trong hôn nhân là chỗ một người có thể được yêu thương, chấp nhận dầu mình có khuyết điểm. Cơn bão thứ nhì chúng ta nói là ai phải nghe ai. Được rồi, bây giờ phải sống chung với nhau, phải không? Nhưng ai nghe ai trước? Có người nói là tại sao lại hỏi chuyện này, Kinh Thánh nói rõ rồi mà. Kinh Thánh nói là vợ phải vâng một chồng, phải không? Ở trong những căng thẳng là người ta thường sử dụng chuyện này. Đây là vũ khí ưa thích của các ông ở trong đạo tin Chúa. Nói rằng Kinh Thánh nói rằng vợ phải vâng phục chồng. Và cái điều này nó gây vấp phạm rất là lớn, cho nên người ta nghĩ là những lời dạy dỗ của Kinh Thánh nó xưa cũ, nó khiến cho trọng nam khinh nữ, chồng Chúa vợ tôi đau khổ giống như nhiều thế hệ đi trước chúng ta. Nhưng mà đó là sự hiểu sai lời dạy dỗ của Chúa tại đây. Tại sao? Tại vì người nữ phải thuận phục một người yêu mình đến nỗi phải phó chính thân mình
cho người kia. Đây là điều mà Chúa dạy. Xin tất cả mọi người đọc chung với tôi trong Giăng đoạn 13 câu 13-14. Người làm đầu là như thế nào? Người làm đầu gia đình như thế nào? Người làm đầu hôn nhân là như thế nào? Chúng ta cùng đọc. Các ngươi gọi ta là thầy và Chúa, các ngươi gọi thế là đúng lắm, vì ta thật như vậy. Thế vì nếu ta là Chúa và thầy mà đã rửa chân cho các ngươi cũng hãy rửa chân cho nhau. Bước vào trong nhà của người Do Thái thì đầy tớ phải rửa chân cho những người khách bước vào. Nhưng mà Chúa là thầy của các môn đồ, Chúa lấy khăn, lấy nước rửa chân cho các môn đồ. Và Chúa nói rằng các ngươi gọi ta là thầy, là người đứng đầu, đúng. Mà nếu ta là người đứng đầu, ta làm điều đó, thì các ngươi cũng phải làm cho nhau. Quý vị còn muốn làm người đứng đầu không? Thường tôi nghĩ khi nào chúng ta vâng lời Chúa điều này thì chúng ta sẽ được phước. Tôi học vâng lời Chúa. Quý vị nhớ lúc mình mới mua nhà thờ không? Lúc mới mua nhà thờ có những người đi đầu và khích lệ những người khác. Và tôi phải là một trong những người đó. Mục sư đâu có tiện dân. Thì tôi rút hết tiền về hưu của tôi theo luật cho phép là 50%. Tôi dân. Thì hội thánh hưởng ứng. Tương đối dễ là tiền hưu tôi không có bằng tiền hưu quý vị. Chỉ khoảng nửa triệu thôi. Không phải là mơ ước của tôi. Chứ không phải. Rồi khi chúng ta bắt đầu cùng nhau một năm rưỡi làm vệ sinh, chùi rửa tại đây. Cái nhóm, nhiều nhóm làm, nhóm đầu tiên là nhóm của các mục sư. Và tôi thấy hội thánh lúc đó rất là vui vẻ để làm. Tại vì mấy ông mục sư làm chưa chắc sạch bằng quý vị. Nhưng mà mấy ông làm thì quý vị làm. Cho nên đó là ý nghĩa của người đứng đầu, đem lại sự thuận phục của người khác. Vậy quý vị còn muốn làm người đứng đầu gia đình không ạ? Nhưng mà đó là điều Chúa dạy. Tuy nhiên sự dạy dỗ này, thuận phục đó, không phải là một chiều. Kinh Thánh nói rằng do lòng kính sợ Chúa anh chị em hãy thuận phục nhau. Có nghĩa là thuận phục không phải chỉ có một chiều này thuận phục ngày kia. Yêu thương cũng vậy. Chúa dạy rằng các người, những người làm chồng phải yêu thương vợ, không có nghĩa là vợ không cần yêu chồng. Và tại đây chúng ta mới khám phá sự dạy dỗ của Chúa. Nó có tiếng, có thoái, có thuận với nhau, giống như hai người khiêu vũ với nhau theo nhạc của Chúa. Vì vậy nguyên tắc của chúng ta là phải kính sợ Chúa mới thuận phục với nhau được. Chúng ta phải gắn với Chúa thì chúng ta mới phối hợp với nhau được. Còn nếu không có chuyện đó thì đó là một cái cuộc chiến tranh trường kỳ. Đoạn Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 5 của chúng ta cũng là đoạn Kinh Thánh nói về sự đầy dẫy Thánh Linh. Trong bổn phận của vợ chồng mà đầy dẫy Thánh Linh là sao? Là tại vì chúng ta rất là cần ơn của Chúa để sống đời sống vợ chồng. Thí dụ ai trong chúng ta cũng là những người tổn thương. Và khi chúng ta tổn thương mà người khác đụng đến cái tổn thương đó trong lòng của chúng ta thì chúng ta sẽ sừng gai nhọn giống như con nhím, hay là chúng ta sẽ rút vào trong cái vỏ ốc của mình và không nói chuyện nữa. Mà sự tổn thương đó không phải ở một đầu mà hai đầu đều bị tổn thương, cho nên ai cũng cần ngưỡng trong Chúa, chứ không phải là bắt người kia, trông đợi người kia phải trọn vẹn, tại vì không có người trọn vẹn giữa vòng chúng ta. Vợ tôi có thói quen dành thì giờ đầu ngày để tĩnh nguyện. Mà tôi để ý rằng lúc nào mà không có đủ thì giờ đó thì thường khó khăn hơn. Cho nên nhiều lúc tôi nói em tĩnh nguyện thêm chút nữa đi. Xong cái vợ tôi cũng trả đũa trở lại. Thế này không phải cố ý ha. Vợ tôi để ý là mỗi lần mà tôi về mệt á, tôi cũng hay gắt.
Cha anh vợ tôi nói rằng anh lên cái điện đi. Ghế điện là ghế massage á, không? Mà nghe lên ghế điện á là nó. Nhưng mà ý là chúng ta phải có một cái nơi yên tĩnh gần với Chúa thì chúng ta mới có thể đối với nhau phải là. Okay. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được nguyên tắc này đối với Ngài. Colossae đoạn 3 câu 16 nói rằng nguyện xin lời của Đấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em. Có nghĩa là không phải để sự cay đắng ngự trị trong tâm hồn của mình. Không phải để vết thương quá khứ ngự trị trong tâm hồn của mình, mà lời của Chúa cứu thế ngự trong tâm hồn của chúng ta một cách dồi dào. Hãy dùng mọi sự khôn ngoan để dạy dỗ nhau và khuyên bảo nhau. Có nghĩa là chúng ta cũng không có dùng những cái lời chua chát mà sửa lưng nhau và lên lớp nhau. Do lòng biết ơn, hãy dùng thánh thi, thánh ca và linh khúc đem hết tâm hồn hát ca ngợi Đức Chúa Trời. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể có đầy dẫy sự chữa lành của Chúa, để chúng ta có thể dìu với nhau trong ơn của Ngài. Và hình ảnh của những người yêu nhau và thuận phục nhau vì cớ Chúa, trong ơn của Chúa, là điều cần hơn hết và không thể tìm được ở thế gian này nếu chúng ta không theo mẫu mực đó. Và là người chắn gió cho những người khác thì chúng ta đừng có dồn vào một đầu rồi phê bình đầu kia, mà chúng ta phải giúp cho họ đến với ơn của Chúa trước. Tại vì ai cũng có những tổn thương sâu đậm, mà nếu chúng ta phân tích những tổn thương đó là chúng ta sẽ muốn bắt phạt cái người gây thêm tổn thương. Nhưng mà sự giải cứu của chúng ta không phải là so sánh với nhau, đè nặng cho nhau, ai trước ai sau. Nhưng mà mỗi người chúng ta phải ngưỡng trong chính Chúa và nhận sự chữa lành từ nơi Chúa. Cái cơn bão thầm thứ ba mà chúng ta nói đó là tôi có cưới đúng người không? Tôi không có nhìn, tôi không biết tại sao có người cười ở dưới. Đây là điều tự nhiên. Chúng ta phải biết trước tiên là những người ngoài họ cũng rất là mong muốn chuyện này, cho nên họ đi coi bói xem quẻ. Và khi làm đám cưới đám hỏi á, tôi không có làm cho người ngoại, nhưng mà có nhiều cặp vợ chồng đó là có bà con chưa có tin Chúa, cho mà những người đó là họ quyết định là cái giờ rất là quan trọng, giờ mà nhà trai mà bước vào trong nhà gái rất là quan trọng, không muốn làm cái gì để nhúc nhích cái đó, phải cho nó đúng mới được, mà họ coi tuổi trước cho nó đúng, cho nó chắc, đúng không? Có không quý vị không? Là tại vì họ sợ rằng có một cái chuyện gì xui xẻo lúc đó nó ảnh hưởng sau này, cho nên muốn chọn người đúng. Ông Tơ và Nguyệt phải cột cho nó đúng, phải không? Mà bằng cớ là đúng tuổi nè, đúng ngày giờ nè, đúng năm tháng nè, đúng ngôi sao nè. Họ mong muốn như vậy. Còn ở trong Chúa đó thì chúng ta cũng muốn vậy, phải không? Chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa cho con mình nó lấy đúng người. Chúng ta không có cầu nguyện, ít người cầu nguyện xin Chúa cho con lấy đúng người, bây giờ tại quý vị trễ quá rồi. Nhưng mà chúng ta cũng cầu nguyện như vậy thì cái cầu nguyện đó có phần đúng và có phần bị đi sai. Đúng là sao? Dĩ nhiên, bây giờ con cháu chúng ta lập gia đình thì chúng ta cũng muốn cho nó chọn một cách trưởng thành, chọn người trưởng thành, người có trách nhiệm, người hiểu được ý nghĩa hôn nhân là gì. Kinh Thánh thấy là hai cái người mà mang ách khác nhau, mang ách so le đó, thì đâu có đi đường chung với nhau được dài đâu. Cho nên chúng ta phải hướng dẫn với nhau những chuyện đó thì đúng người theo phương diện đó, đúng tiêu chuẩn theo phương diện đó là được. Nhưng mà nếu mà đúng người theo cái kiểu là nếu tôi đã cầu nguyện đủ rồi, phải không? Mà tôi lấy rồi đó, thì mọi sự nó phải suôn sẻ tại vì đúng người mà. Thì cái đó mới là nguy. Là tại sao? Là tại vì cưới với nhau một thời gian rồi á, thì chúng ta mới đụng độ với nhau. Mà khi đụng độ với nhau mới bắt đầu nghi ngờ rằng mình chọn có đúng không. Thì
mà chọn không đúng thì chúng ta muốn đổi hàng. Và cái đó nó rất là nguy hiểm. Có nghĩa một là chúng ta không đổi hàng là chúng ta sẽ đau khổ suốt đời luôn, rồi chúng ta sống hai mặt. Nhưng mà chúng ta không hiểu ý nghĩa của cái việc phải nhờ cậy Chúa mà xây dựng cái sự hiệp một phối hợp với nhau là như thế nào. Nhà thần học Stanley Hauerwas cũng là một nhà luân lý học, thì ông viết như thế này. Đại ý ông nói rằng thế nào chúng ta cũng lấy sai người thôi. Ông nói như thế này, tôi tạm dịch: điều phá hủy hôn nhân đó là chúng ta nghĩ rằng hôn nhân và gia đình là cơ cấu để giúp chúng ta, cá nhân chúng ta theo đuổi mơ ước riêng. Và chúng ta nghĩ rằng có một người phù hợp với chúng ta, cho nên nếu mà chúng ta kỹ một chút đó, là chúng ta sẽ lấy được cái người đó và mọi sự sẽ tốt đẹp. Nhưng mà cái suy nghĩ như vậy nó rất là tai hại, tại vì họ không có thấy rằng lúc nào chúng ta cũng lấy một cái người không có hoàn toàn thích hợp. Ông nói rằng lúc nào chúng ta cũng kết hôn sai người. Chúng ta không bao giờ biết mình kết hôn với ai. Chúng ta tưởng mình biết mà không có biết đâu là cưới với nhau một thời gian rồi thì người khác sẽ đổi. Vì vậy, vấn đề chính là học cách yêu thương và chăm sóc người lạ mà bạn nhận thấy mình đã kết hôn. Tôi lặp lại câu đó ha. Vì vậy, vấn đề chính là học cách yêu thương và chăm sóc cái stranger, cái người lạ mà bạn kết hôn. Quý vị muốn chào người lạ cạnh bên không? Thì đây là điều mà Chúa dạy cho chúng ta. Nghĩa là chúng ta xin Chúa cho chúng ta học yêu thương, học chăm sóc lẫn nhau. Và nguyên tắc trong Ephesians đoạn 4 câu 15 nói rằng hãy nói sự thật trong tình thương. Tôi thường kể cho những cặp sắp lập gia đình câu chuyện của mục sư Tim Keller, là một mục sư đầy ơn, mở một hội thánh, ảnh hưởng rất nhiều giới trí thức, sinh viên ở New York. Thì ông thuật lại trong quyển sách hôn nhân của ông rằng khi ông thành lập hội thánh đó, nó trở thành hội thánh nổi tiếng khắp nơi, thì ông có nói với vợ ông rằng cho ông dành nhiều thì giờ ban đầu, 3-4 năm đầu hy sinh để ông xây dựng hội thánh. Thì bà đồng ý. Nhưng mà sau khi 3-4 năm rồi á, hội thánh vững rồi đó, ông vẫn bận, còn bận hơn chút nữa. Thì vợ ông nhắc ông hoài không có được. Thì một hôm ông nói rằng ông đi về, ông nghe tiếng chén dĩa là nó sổn soảng ở trong phòng. Ông bước vô, ông thấy bà cầm một cái búa, bà đập cái dĩa. Okay. Mà dĩa đó là cái dĩa của cái bộ tách dĩa hồi đám cưới mà bà rất là quý. Okay. Xong rồi bà bước vô, bà đập thêm cái nữa. Bà đập thêm cái nữa. Ông sợ, ông nói là em ơi chuyện gì xảy ra. Bà nói rằng anh không có nghe em. Anh nói là 3 năm thì anh sẽ bớt bận, mà anh vẫn bận cho nên dĩa bể. Ông nói rằng bây giờ nghe rồi, đừng đập nữa. Bây giờ nghe rồi, ok. Thì ông sắp xếp lại. Sau khi sắp xếp lại rồi mà vợ chồng vui vẻ trở lại đó, thì ông nói rằng nhưng mà anh thấy cái bữa đó sao em không có nóng nảy giống như mấy cái lần khác. Thì bà nói tại anh không biết đó, anh biết là cái ba cái dĩa mà em đập đó là của cái bộ mà mấy cái tách nó bể rồi. Nhưng mà em mừng là anh nghe em kịp chứ thôi em đập tiếp nữa thôi. Có nghĩa là nói sự thật trong tình thương là chuyện khó chứ không phải không. Đôi khi phải bể dĩa mới được. Tôi hy vọng chén dĩa của quý vị nó sẽ còn nguyên. Nhưng mà mỗi người chúng ta phải trả giá để có thể nói sự thật trong tình thương đối với nhau. Nói sự thật trong tình thương đòi hỏi cả con người của chúng ta. Đòi hỏi sự nhờ cậy Chúa hết lòng. Đòi hỏi sự can đảm. Đòi hỏi sự kềm chế. Đòi hỏi sự yêu thương.
Như vậy, để làm người chánh bảo thì chúng ta phải làm gì? Tôi biết rằng tôi có thể làm vỡ mộng một số người trong quý vị, tại quý vị định đổi hàng. Nhưng mà lời Chúa không cho phép chúng ta làm điều đó. Và điều đó nó sẽ dẫn đến tai hại nhiều hơn. Cho nên, xin Chúa cho chúng ta hiểu được sự dạy dỗ của Chúa trong những ngày giông bão của thời đại chúng ta. Và chúng ta đừng có kêu một ai đó phải sửa phong thủy cho gia đình mình nó đỡ hơn như sửa phòng tắm. Có nhiều người khuyên vậy đó. Cũng không khuyên là thôi, tệ quá rồi, đổi hàng đi. Nhưng mà mỗi một người phải biết rằng những cái đau buồn của mình đó, Chúa có thể dùng để mình bớt ích kỷ hơn. Để mình học dựa Chúa nhiều hơn, được chữa lành từ Chúa nhiều hơn và biết cách thuận phục lẫn nhau theo điều nhạc của Chúa. Và chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta có thể hiểu được, làm đầy tâm hồn của chúng ta bằng lời của Chúa là như thế nào. Tôi xin kính mời Thánh đồng đứng. Chúng ta hướng lòng về Chúa để cầu nguyện.